Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày 12 tây tháng 9 năm 2020 tại Hoa Kỳ và là ngày thứ bảy và chúng ta đã bước vào cuối tuần thì trước hết thì muốn chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày 13 tây tháng 9, ngày chủ nhật thì Cuối tuần này các bạn thấy là thị trường crypto cũng khá là ổn định Và cũng có một phần tăng trưởng các bạn thấy là hôm nay Thị trường lại có nhiều màu xanh các bạn thấy được là đồng BTC Cũng đã có cái sự tăng trưởng nhẹ là 0,46% vẫn trên 10.000 đô 10.422 chúng ta lại muốn trở về thử cái mức là 10.500 đô Và Ethereum thì các bạn thấy là tiếp tục Đi trở về cái mức 400 đô bây giờ đã tăng 3,1% mặt mức là 385 Một số đồng khác mình thấy là XRP cũng tăng BNB BSV, NEO, Adam, EOS và rất nhiều đồng lớn đã có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay Tôi muốn chia sẻ một thông tin mà cũng không được tốt lắm với các bạn đó chính là thông tin liên quan tới Sudan thì có thông tin đưa ra là nước Sudan đã đưa ra cái thông báo chính thức là nước này đang lâm vào một cái tình trạng gọi là khẩn cấp kinh tế và tiền của nước Sudan này Sudanese Pound đã bị giảm giá liên tục đây là một cái tình hình mà không ai muốn nhưng mà các bạn thấy là hầu như là năm nào cũng có một nước lâm vào tình trạng này và đây chỉ là mới bắt đầu các bạn thấy là sẽ tiếp tục và tiếp tục có nhiều nước lâm vào tình trạng tương tự tại vì trên căn bản là cái chiến lược tiền tệ của nhiều quốc gia là không thể tiếp tục lâu dài được. Thì chúng ta bây giờ hãy nói về một số những thông tin nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Một cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn đó chính là cái thông tin liên quan tới nước Sudan Thì các bạn thấy được là hồi thứ năm mới đây nước Sudan đã đưa ra cái thông báo chính thức là nước này đang nằm ở trong cái tình trạng gọi là khẩn cấp kinh tế Và cái đồng của nước Sudan này đó chính là Sudanese Pound đã bị giảm giá liên tục và một chuyện lý do là tại vì liên quan tới cái sự bất ổn và chính trị cộng với đó nữa là một cái trận lũ lụt đó chính là cái trận lũ lụt của Nile River đã khiến cho hàng ngàn người của nước này đang nằm trong cái tình trạng gọi là du gia cư và chính phủ của nước Sudan nói là sẽ đưa ra 150 triệu Sudanese Pound có nghĩa là tương đương với khoảng là 2,73 triệu đô la để mà giúp đỡ những nạn nhân trong cái cuộc lũ lụt này nhưng mà các bạn thấy được là đồng Sudanese Pound đã bị giảm giá 4 lần từ năm 2018 cho tới bây giờ Và cái việc giảm giá của đồng Sudanese Pound này đã khiến cho ảnh hưởng rất là nặng nề đối với cái nguồn cung của thực phẩm cũng như là nguồn cung của nhiều cái vật dụng cần thiết khác Tại sao thì các bạn cũng có thể là dễ hiểu khi mà các bạn nói tới là xuất nhập khẩu các bạn là một công ty của một quốc gia khác các bạn nhập hàng hóa vào trong nước Sudan và các bạn chấp nhận lấy đồng tiền của nước đó thì đương nhiên nếu như mà các bạn thấy được là đồng tiền đang bất ổn, đồng tiền mất giá thì các bạn sẽ không có muốn cung cấp hàng hóa cũng như là thực phẩm cho cái nước này nữa mà các bạn không muốn thanh toán bằng đồng Sudan Pound các bạn chỉ muốn thanh toán bằng một đồng khác giả sử là đồng đô la. Cho nên mỗi lần mà chúng ta gặp cái tình hình là một cái đồng của một quốc gia nào đó, tiền pháp định nào đó mà đang bị giảm giá mạnh nghĩa là bị siêu lạm phát thì sẽ dẫn đến việc là người dân quốc gia sẽ rất là khổ tại vì có tiền nhưng mà tiền của mình trong tay là bị giảm giá liên tục mà những cái người mà buôn bán nước ngoài là không muốn chấp nhận tiền của quốc gia này tại vì sợ cái vấn đề là tiền là bị mất giá cho nên khiến cho người dân sẽ lâm vào cái tình trạng là thiếu lương thực cũng như là thiếu nhiều cái vật dụng cần thiết và các bạn thấy được là thông tin của Routers đưa ra là cái tình hình bây giờ thì nhiều công ty mà cung cấp thực phẩm cũng như là cung cấp nhiều vật dụng cần thiết cho nước Sudan đã ngưng cung cấp khiến cho cái giá cả của thực phẩm trong quốc gia này các bạn thấy được là không có thực phẩm từ bên ngoài đem vào thì đã là một cái vấn đề nhưng mà không thực phẩm bên ngoài đem vào đã khiến thực phẩm ở trong cái quốc gia lại càng kháng hiếm hơn khiến cho cái giá của thực phẩm đã tăng lên từ 50 cho đến một trăm phần trăm khi mà người ta đi mua hàng hóa ở trong cái siêu thị và các bạn thấy được là cái sự lạm phát của nước Sudan như là phần trăm lạm phát của nước Sudan này thì chỉ đứng thứ nhì đứng sau lưng Venezuela các bạn thấy được là tháng 7 mới đây là lên tới cái mức là 173,78% và tháng 6 là 136,36%. Các bạn đã thấy được là trong như một tháng mà lạm phát lên tới trăm là con số lạm phát cao như thế nào. Các bạn cứ tưởng tượng đi những quốc gia như là Hoa Kỳ thì phần trăm lạm phát chỉ muốn là từ 2 tới 4% mà thôi. Và đó là chúng ta nói tới lạm phát trong như một năm nhưng mà các bạn thấy là một quốc gia mà có phần trăm lạm phát 143% trong một tháng thì cái là phần trăm lạm phát các bạn có thể nghĩ được là không thể tưởng tượng nổi thì bây giờ thì chính phủ của Sudan là đang để rất là nhiều lính canh gác là không cho người nước này đem những cái vật dụng quý giá ra khỏi nước Sudan như là vàng chẳng hạn các bạn thấy được những loại tài sản như là vàng thì rất là khó để mà di chuyển khi mà các bạn gặp cái tình hình như bây giờ các bạn thấy được là nước Sudan bây giờ người ta có vàng người ta muốn bỏ đi qua nước khác cũng không đem theo vàng được tại vì bây giờ là chính phủ của Sudan không cho đem vàng ra khỏi cái nước này nhưng mà các bạn thấy được tình hình này sẽ không có phải là vấn đề khi mà bạn sử dụng Bitcoin các bạn chỉ cần là nhớ cái khóa cá nhân các bạn chỉ cần nhớ 24 ký tự trong đầu thôi thì các bạn có thể đi bất cứ nơi nào các bạn không cần phải đem theo ví chứa lạnh thậm chí các bạn không cần phải đem theo bất cứ gì hết các bạn chỉ cần nhớ 24 ký tự thì khi mà các bạn ra khỏi một quốc gia nào đó các bạn đi vào một quốc gia khác các bạn có thể hoàn toàn mua cái ví chứa lạnh và hồi phục lại ví dành của mình không ai có thể biết được các bạn có bao nhiêu tiền và cũng hơi có thể ngăn cản được các bạn khi mà các bạn di chuyển tiền sử dụng BTC sử dụng Bitcoin và cái tình hình của Sudan thì đáng tiếc không phải là một cái tình hình ngoại lệ các bạn thấy được là hầu như là năm nào chúng ta cũng nói tới những cái tình hình tương tự chúng ta cũng đã nhớ là trên cái channel này tôi đã từng chia sẻ với các bạn liên quan tới tình hình của Venezuela, liên quan đến tình hình của những nước như là Argentina thì các bạn thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào cái hình trên cái màn hình hiện tại đây là cái thống kê cái phần trăm lạm phát ở Trading Economic thì các bạn thấy được là đứng đầu là Venezuela với cái phần trăm lạm phát là 2.358,5% các bạn thấy được là phần trăm lạm phát mà lên tới 2.300% trên một năm là một phần trăm lạm phát các bạn có thể không thể tưởng tượng được và các bạn thấy là nước Venezuela thì tôi đã chia sẻ rất là nhiều đó chính là việc lạm phát dẫn đến là các bạn thấy là cái tiền của pháp định cũng không có giá trị bằng giấy vệ sinh các bạn thấy được là Zimbabwe cũng vậy và khi mà các bạn sử dụng tiền ở Venezuela các bạn cũng đã từng thấy nhiều hình ảnh mà Thuận đã từng chia sẻ là người ta chỉ cần tiền mà thôi chứ không thể nào mà đếm tiền được tại vì tiền mất giá quá nhiều và Zimbabwe cũng vậy các bạn thấy là đứng thứ nhì với cái phần trăm lạm phát là 837% Sudan 136% Lebanon 112% đây là cái thống kê cũ hơn một chút tại vì các bạn thấy là trong bài viết Mới đây thì Sudan đã đứng thứ nhì về cái phần trăm siêu lạm phát kế đó là Argentina mà thấy được có rất nhiều và rất nhiều quốc gia đang nằm trong cái tình hình là siêu lạm phát Tại vì sao? Tại vì trên căn bản các bạn thấy được là tiền pháp định thì cứ in và cứ in và cứ in Thì tiền cứ lại mất giá và mất giá và mất giá Và đó là chúng ta nói tới cái thời kỳ bình an nếu như mà chúng ta có những cái sự kiện lớn xảy ra như là chiến tranh hay là gì đó Thì các bạn thấy được là phần trăm lạm phát lại càng tăng lên rất là nhanh Khiến cho tiền mất giá và mất giá rất là nhanh Như được các bạn thấy được là nhiều quốc gia Thì không có dự trữ cũng như là không có tính tế những cái vấn đề mà không ai đón trước được Như là cái vấn đề liên quan dịch bệnh kỳ này Cho nên khiến cho nhiều quốc gia là phải in tiền rất là nhiều Cho nên khi mà chúng ta nói tới siêu lạm phát khi mà chúng ta nói tới tiền mức giá trị thì nhiều bạn có thể nghĩ là chúng ta chỉ nói trên mặt lý thuyết nhưng mà không phải là như vậy trên thế giới hiện bây giờ có rất nhiều những quốc gia các bạn đã thấy trên màn hình rất nhiều và rất nhiều những quốc gia đang nằm trong tình trạng si lạm phát tại vì sao tại vì chính phủ để in quá nhiều tiền khiến cho bây giờ không khi nào mà cứu vãn được tình hình và trên lịch sử các bạn thấy được là tiền pháp định thì hầu như tiền pháp định nào cũng đi Cùng một xu hướng đó chính là chỉ là đi xuống và các bạn thấy được là cuối cùng thì cũng chỉ về số 0 Có rất nhiều tiền và có rất nhiều tiền pháp định bây giờ đã không còn ở trên thế giới này nữa Và ngay cả các bạn thấy được là cái tiền pháp định lâu đời nhất ở trên thế giới này là đồng bảng anh Nhưng mà chỉ là 300 năm thôi các bạn nghĩ là thế giới này đã lâu như thế nào Nhưng mà tiền pháp định lâu đời nhất chỉ có 300 năm Cho các bạn thấy được là có bao nhiêu tiền pháp định đã trở về con số 0 Và chúng ta khi mà nói tới việc in tiền thì nhiều bạn sẽ liên tưởng tới là Fed cục dự liên bang của Hoa Kỳ thì in tiền liên tục và in cái số lượng rất là lớn thì các bạn hãy suy nghĩ đi khi mà chúng ta nói tới Fed in tiền thì ngoại trừ những người bình thường nói tới vấn đề này các bạn có từng nghe nói tới một ngân hàng trung ương nào chỉ trích là Fed in quá nhiều tiền hay là không các bạn có nghĩ tại sao mà chúng ta không nghe nói tới chính phủ nước này chỉ trích Fed in quá nhiều tiền hay là ngân hàng trung ương nước kia chỉ trích Fed của Hoa Kỳ để in quá nhiều tiền. Tại sao là không nghe nói tới? Thì rất là đơn giản tại vì các bạn thấy được là Fed in tiền thì những quốc gia khác, những ngân hàng trung ương khác thì cũng in tiền. Các bạn có từng nghĩ là trước khi mà chúng ta có những cái sự in tiền mạnh này ở Hoa Kỳ thì một đô la đổi là bao nhiêu tiền? Khi mà các bạn đổi qua cái tiền của quốc gia các bạn và bây giờ các bạn cứ nghĩ đi một đô la bây giờ đổi ra là bao nhiêu thì các bạn sẽ thấy được là đổi ra cũng tương tự thì các bạn phải đặt một câu hỏi là tại sao mà Mỹ Hoa Kỳ in tiền nhiều như vậy nhưng mà khi mà đổi ra tiền của quốc gia của mình thì cũng giống nhau Thì rất là đơn giản các bạn chỉ cần nghĩ là tại vì quốc gia các bạn thì cũng là in tiền mà thôi Cho nên mỗi quốc gia thì là mỗi in tiền cho nên không ai có thể chỉ trích ai được Đó chính là tình hình mà chúng ta đang ở thời điểm bây giờ Thì khi mà chúng ta nói tới cái vấn đề liên quan tới tiền thuật số Thì các bạn nghĩ là Bitcoin vì bạn hỏi thuận là có tương lai hay là không sau này Bitcoin có được giá trị hay không Đương nhiên Thường không biết được là Bitcoin sau này như thế nào Thường thì có lòng tin vào thị trường crypto, thị trường tiền kỹ thuật số cũng như là Bitcoin cũng như là rất nhiều những đồng khác Và đương nhiên Thường không biết được là Bitcoin sau này sẽ ra sao về mặt giá cả Bitcoin có thể lên, có thể xuống nhưng mà Thường có thể đảm bảo với các bạn là tiền pháp định chỉ có một xu hướng Đó là đi xuống Bitcoin còn có cơ hội được đi lên nhưng mà tiền pháp định chỉ có một cái xu hướng duy nhất đó chính là đi xuống và đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thì thường có để một cái poll, một cái bài bỏ phiếu ở trên cái trang web Thuận capital com Nếu mà nào mà có hứng thú thì ở phía dưới video này thường sẽ để cái link Các bạn muốn tham gia và bỏ phiếu thì câu hỏi cũng rất đơn giản câu hỏi là theo bạn thì thị trường DeFi này đang ở giai đoạn nào thì đã có rất nhiều bạn bỏ phiếu các bạn thấy được tổng cộng là 156 cộng 20 176 cộng 11 là các bạn thấy được là 180 mấy bạn đã bỏ phiếu và 83,42% của các bạn nghĩ là thị trường DeFi chỉ mới bắt đầu thì cũng cùng một suy nghĩ với thường là thường vẫn nghĩ là chúng ta chỉ mới bắt đầu thị trường DeFi này sẽ còn phát triển mạnh hơn và mạnh hơn nữa tại sao thì đã chia sẻ trong cái video ngày hôm qua nhưng mà nào mà chưa xem thì hãy xem video 702 thường giải thích rõ ràng hơn về tại sao mà thường nghĩ thị trường DeFi chỉ mới bắt đầu nếu như mà các bạn muốn theo dõi thường capital trên những cái mạng xã hội các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là link của Facebook, Telegram hay là Twitter hay là bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital như là ưu đãi của sàn Margin Fx, Tham gia vào sàn Fx, các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là tham gia vào sàn Binance các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi khi bấm vào link đăng ký thì bạn cần phải để ý là ở phía dưới này để là kickback rate là 20% Nên các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch Hay là các bạn có tham gia vào những cái sàn như là sàn Bybit, sàn Coinbase, sàn Metano hay là ứng dụng BlockFi Đương nhiên tham gia vào trading crypto thì có nhiều nguy hiểm cho nên không phù hợp với những người nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao Cũng như là những người nào mà tham gia vào trading margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn cho nên các bạn cần phải cẩn thận Và đây là tất cả những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn